Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xử lý phần nào? Chúng ta sẽ làm ở cái form phía dưới. Chúng ta sẽ làm form ở phía dưới như thế này. Đây, phần discount ở phía dưới này. Thì phần discount ở phía dưới này nó sẽ có hai cái div các bạn nhé. Anh sẽ đóng này lại. Đây, cái phần brand này. Đây, sẽ có phần discount, form và brand. Được chưa? Thì chúng ta sẽ xử nó như thế nào? Thì phần này thực ra nó cũng không khó đâu. Chúng ta sẽ làm như sau. Thì đầu tiên anh sẽ định nghĩa cho cái section brand. Đây, chúng ta sẽ gọi là discount brand. Được chưa? Chúng ta sẽ có brand như thế này. Display sẽ là flex. Ok chưa các bạn? Width sẽ là 100%. Được chưa? Display chạy là đây. Tại sao chúng ta lại flex? Vì flex để cho những cái này nó sẽ nằm ngang hàng nhau. Được chưa? Có lẽ là chúng ta sẽ định nghĩa vào discount để chúng ta show được những cái chúng ta cần lên. Discount. Được chưa? Sẽ mang background là gì? Thì lúc này các bạn thấy là background của cái này nó không phải chỉ có ảnh đâu. À, không phải chỉ có màu đâu mà nó có một cái ảnh phía dưới này. Hình một cái bà nào đấy đây này. Được chưa? Thì màu của nó lại sẽ là màu này. Màu này. Được chưa các bạn? URL image sẽ là một cái discount đâu nhỉ? À, nó lại là cái này. Đó, BG form. No repeat nhé. Được chưa? Được chưa các bạn? Tách align center cho tất cả những tách ở giữa nó ra giữa. Tách ở trong discount nó sẽ ra giữa. Như thế này. Đó. Chúng ta sẽ đặt cho nó một cái chiều cao các bạn nhé. Chiều cao. Thì anh sẽ đặt về thằng discount này này. Và cái thằng ở bên phải là brand. Chấm brand. Đây này. Thằng class này này. Thằng này, hai thằng cùng nằm trong brand này. Có class này. Class này. Chúng ta sẽ đặt cho nó chung chiều cao. Đặt cho nó chung những thuộc tính. Ví dụ như là 2 sẽ bằng 250 pixel. Được chưa? Mỗi cái sẽ 50%. Đó. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái khối như thế này. Cái ảnh cover, à cái ảnh background này chúng ta nên để cover để cho nó hiển thị đúng cái ảnh của nó. Thì chúng ta sẽ là background size cover. Các bạn sẽ nhìn thấy nó khác một chút. Có nghĩa là ảnh sẽ zoom về đúng cái toàn bộ cái ảnh sẽ nằm như thế này. Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ định nghĩa vào form. Thì trong form chúng ta có những cái gì đây? Trong form discount chúng ta sẽ có một cái class liên quan đến text. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa đến một cái div có class là text như thế này. Được chưa? Class là text này chúng ta sẽ làm gì? Các bạn thấy là nội dung của nó như thế này rồi. Đây đúng không? Đúng không các bạn? Và cái này nằm dưới, cái này nằm trên. Thì có nghĩa là ở đây chúng ta có cái nội dung này và cái này. Nó đang nằm đúng theo cái thứ tự mà chúng ta cần rồi. Được chưa các bạn? Ok chưa? Ok chưa? Nhưng mà chúng ta muốn là cái nội dung này này nó sẽ nằm ở giữa theo chiều ngang. Cái form này cũng nằm ở giữa theo chiều ngang. Thì hiện tại nó đang nằm đúng theo ý đồ của chúng ta rồi. Nhưng nếu mà trong một trường hợp nào đấy mà các bạn thấy là nó nằm nó bị lệch ấy, thì các bạn có thể dùng justify content. Được chưa? Rồi, lúc này anh sẽ định nghĩa cho cái text. Thì cái text này của chúng ta sẽ định nghĩa thẳng vào các thẻ ở bên trong. Ok chưa? H2. Color của anh sẽ là màu trắng. Đó, margin tốt. Chúng ta sẽ để nó cách một khoảng 50 pixel. Margin bottom tức là cách cái chữ ở phía dưới đấy. Đây này. Cách cái chữ ở phía dưới này, trên, dưới, đó. Chúng ta chạy nó lên.
Rồi, ok chưa? Cái nội dung này này, các bạn thấy cái nội dung của thẻ P này này, nó lại ngắn ngắn thế này thôi. Đây thì nó rất dài. Chúng ta giới hạn cái thẻ P lại. Được chưa? Chúng ta giới hạn cái thẻ P thì chúng ta giới hạn nó như thế nào? Thì đối với thẻ P thì chúng ta sẽ đặt max width cho nó khoảng 400 thôi. Được chưa? Line 2, khoảng cách giữa các dòng 25 pixel không sai, cho nó nhỏ lại. Ví dụ chấm 8 rm chẳng hạn. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy text nó sẽ lệch như thế này. Tại sao lại như vậy? Tại vì text nó sẽ phụ thuộc vào cái thẻ P, mà thẻ P này nó chỉ rộng đến đây thôi. Đây này. Text align khi mà thẻ P set width thì thuộc tính text align này. Đây, nó sẽ không có ý nghĩa nữa. Nên bây giờ chúng ta muốn cái này nó nằm ở giữa thì thằng chứa nó là thằng này này phải mang justify content, đúng không? Thì hai thằng này mới nằm ở giữa. Mà thằng này muốn sử dụng justify content thì thằng text này chúng ta lại phải làm gì? Chúng ta lại phải display. Đây, display là flex. Đó, được chưa? Mà display flex cho cái text. Đây là display flex cho cái text này này. Thì hai những thằng này nó lại nằm ngang hàng. Đó. Đây nó sẽ lại bị ảnh hưởng như thế này. Mà nó nằm ngang hàng chúng ta muốn cho nó nằm dọc thì chúng ta sẽ lại phải gọi là gì? Flex direction. Column. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng justify content là center. À sorry, align item là center. Đó, như thế này. Được chưa? Thì chúng ta cần theo chiều ngang. Được chưa các bạn? Thì lúc này anh sẽ sửa lại cái này một chút. Đó. Và thẻ P kia của chúng ta có màu trắng. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có được cái form này. Đây. Bây giờ tạo khoảng cách thôi. Chúng ta tạo khoảng cách giữa cái thẻ P này với cái nội dung ở dưới, đặt một cái margin bottom cho nó khoảng 450 pixel đi. Đó, có khoảng cách này. 50 thì đang hơi lớn. 30 chẳng hạn. Đây, ok chưa các bạn? Lúc này form này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ set cho cái form này thôi. Thì trong đây chúng ta sẽ định nghĩa cho form. Thì từ cái discount kia chúng ta sẽ gọi vào form, gọi vào input. Input, ví dụ chúng ta đặt width, min width, thôi đặt width luôn đi, khoảng 300 pixel chẳng hạn, padding 5 pixel. Chúng ta xem thử. Đó, nó sẽ như thế này. Được chưa? Rồi, button của chúng ta button. Thì với button thì chúng ta sẽ có màu này. Đó, được chưa các bạn? Color chắc chắn rồi, màu trắng. Đây. Ok chưa? Chúng ta sẽ loại bỏ border đi. Border bằng 5. Thì nó sẽ không hiển thị border như thế này nữa. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ đặt padding cho nó khoảng 6 pixel. Rồi. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ được cái nội dung này nhá các bạn nhá. Thì chúng ta xong phần bên trái. Được chưa? Có lẽ là buổi hôm nay chúng ta chỉ xong được với phần desktop thôi. Còn phần mobile anh sẽ chữa cho các bạn. Ví dụ anh sẽ chữa qua video chẳng hạn. Thì ok, đối với phần bên phải thì sao? Phần bên phải thì chúng ta sẽ xử lý nó. Thì bản chất phần bên phải nó là các ULLI. Và chúng ta sẽ phải sử dụng đây này. Đây này. Phần bên phải nó là các ULLI đây. Được chưa? Chúng ta sẽ phải set background và dùng như thế này. Brand có S mà trỏ đến brand này. Được chưa? Background. Làm nhanh xem xong được không nào. Background đây. Đó. Ok chưa? Chúng ta muốn là các thẻ này của chúng ta nó sẽ nằm ngang hàng nhau đúng không?
Thì lúc này chúng ta sẽ phải làm gì? Quy định các LI nằm ngang hàng thì chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. UL display là flex rồi. Mặc dù chúng ta đang chưa nhìn thấy LI đâu. Ok chưa? Thế với LI chúng ta sẽ định nghĩa như sau. Mà ở đây nó là bản chất nó là thẻ A luôn á. Chúng ta sẽ định nghĩa thẳng vào thẻ A luôn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ có ví dụ như là width chúng ta sẽ để khoảng 120 bằng pixel đây. Cứ đặt tạm đi, sau đó chúng ta sẽ sửa chiều cao 130 pixel. Background. Được chưa? Đây để chúng ta nhìn các LI của chúng ta nhé các bạn. Flex rồi này. LI này. À rồi. Chúng ta dùng width này thì chúng ta sẽ phải display cho nó là gì các bạn? Block. Đó. Muốn dùng được width thì chúng ta sẽ có được cái nội dung này các bạn nhé. Đây, chúng ta có được cái nội dung này. Cái nội dung này thì anh muốn set cái này của nó width 100%, tức là rộng bằng toàn bộ ở bên phải đấy. Thì anh sẽ để như thế này. Thằng này sẽ có width 100% cho cái UL. Được chưa các bạn? Ok chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ set background cho từng cái thẻ A này. Thì background lúc này nó sẽ là URL img. Được chưa? Nó sẽ là cái này. No repeat. Đây. Đó. Ok chưa? Các bạn thấy là cái này của chúng ta nó chưa rộng hết 100% màn hình. Cái brand này này. Chúng ta sẽ phải set width cho nó bằng 100%. Đó, 50%. Đây, nó sẽ như thế này. Được chưa? Cái mà chúng ta set ở trên. Và set ở đây rồi, thiếu S. Sorry các bạn. Nên nó không nhận. Rồi, ok. Nó sẽ là 50 như thế này được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đi từng cái một. Cái A đầu tiên, nó mang background này rồi. Chúng ta sẽ set cho cái A thứ hai. Sẽ là nth try số 2 như thế này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ gọi đến cái nth try của cái LI số 2 và định nghĩa vào thẻ A như thế này. Thì chúng ta sẽ lấy background position các bạn ấy. Position sẽ bằng cái gì? Ví dụ mình để khoảng trừ 200 pixel để cho nó đến xem nó đến đâu. Được chưa? Width thì vẫn bằng 130 đi. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ đây thay đổi cho cái này. Tăng nó lên đi xem chúng ta cần lấy ra được. Đó. Được chưa? Đó, chúng ta lấy ra được như thế này. Khoảng 233. Đây, được chưa? Tương tự chúng ta sẽ có số 3. Thì cái số 3 của chúng ta sẽ tăng nó lên. Được chưa? Chúng ta sẽ tăng nó lên ở đây. Đó, các bạn bản chất là đi tìm thôi. Được chưa? Thì đây nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Nó sẽ rơi vào khoảng 460. Chúng ta cứ lấy được ra đã các bạn nhé. 460 pixel. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái số 4. Được chưa? Thì đây mình sẽ nhân đôi lên đi. 800 đi. 880 đi chẳng hạn. Sau đó chúng ta sửa. Thì ít nhất là chúng ta sẽ phải sửa được cái số 4 này. Trừ 880. Để căng. Đây. Bản chất là chúng ta đi dò thôi. Thì chúng ta xem, đây cái số 4 đây.
80 hơi nhiều. Đó, 890. Cái width của nó cũng sẽ phải thay đổi các bạn nhé. Đây, 90 và width của nó ví dụ như 135 pixel. Bởi vì mỗi cái, tại vì là mỗi cái ảnh này này, độ rộng của nó đang không bằng nhau, nên là width của nó sẽ phải thay đổi. Được chưa? Cái ở dưới, cái ở trên này cũng vậy, nó đang rộng hơn một chút. Ok chưa? Rồi, cơ bản chúng ta sẽ được các thẻ này. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách giữa các LI với nhau. Thì chúng ta sẽ để một cái khoảng cách này giữa LI hoặc giữa các thẻ A với nhau cũng được. Các bạn để một cái khoảng cách ví dụ margin này 6 pixel. Ở đây mình sẽ để như thế này. Justify space around, space between như thế này. Chúng ta sẽ giảm cái này xuống. Đó, ok chưa? Thì anh sẽ đổi cho cái UL này. Đây, được chưa bạn? Và chúng ta sẽ cho nó có chiều cao, cho cả cái UL này có chiều cao bằng 2 bằng 250, cao bằng thằng cha của nó đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng được align tầm center như thế này, thì nó sẽ xuống dưới. Đây, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ có được cái này. Đó, thì cái này do trường hợp này chúng ta nên cắt từng cái ảnh một thì chúng ta xử lý được như thế này này. Còn do chúng ta đang dùng background thì chúng ta sẽ không xử lý được. Thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái này vào thôi. Đó, tạm thời sẽ như vậy các bạn nhé. Rồi.